Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đã biết được ở phân khúc pick-up tại thị trường Việt Nam mình thì những chiếc xe Ford Ranger được sử dụng rất nhiều ạ, bởi nó là thương hiệu của Mỹ ạ. So với những chiếc xe bán tải thương hiệu của Nhật thì những chiếc xe Ranger thương hiệu của Mỹ này được sử dụng rất là nhiều đấy ạ. Hôm nay ô tô 360 sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mua về, đó là chiếc xe Ford Ranger XLS. Đây là bản 2.2 máy dầu, số tự động ạ. Chiếc xe này đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội ạ. Đã chạy được đúng 6 vạn km rồi ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng xem chi tiết về một chiếc xe Ford Ranger 2014 này ạ. Đây là chiếc xe Ford Ranger 2014 nhập khẩu ạ, đã đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, chạy 6 vạn km rồi ạ. Và tất cả về chiếc xe này là toàn bộ là còn nguyên bản hết ạ, từ máy móc cho đến thân vỏ này, kể cả là đến dàn lốp này cũng còn mới nguyên ạ. Dàn lốp của nó chạy được đúng 6 vạn chuẩn, cho nên lốp của nó còn nguyên bản ạ. Quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua chiếc xe này, xin quý vị và bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883. Và quý vị và các bạn có thể xem xe tại cửa hàng chúng tôi là ở địa chỉ 16 Tô Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Mua chiếc xe ô tô cũ, chúng tôi khuyến khích quý vị và các bạn đến tận cửa hàng chúng tôi để xem xe và lái thử chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang xem clip này, xin quý vị và các bạn hãy like và đăng ký kênh, quý vị và các bạn đăng ký để đón nhận những clip mới nhất, đón nhận những chiếc xe mới nhất mà chúng tôi mua về, chúng tôi sẽ giới thiệu trên kênh ô tô 360 này. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi xem chi tiết về chiếc xe này. Đầu tiên là chúng tôi vẫn giới thiệu cho quý vị và các bạn xem qua về phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe. Đây, mời quý vị và các bạn xem qua về các phần thân vỏ bên ngoài, chúng tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem đây. Nhìn qua thì quý vị và các bạn cũng đã thấy rồi đấy ạ. Chiếc xe đã được xe lắp thêm nắp thùng. Nắp thùng có nắp thùng thấp và vai cao ạ, trông rất là thể thao. Toàn bộ cái phần thân vỏ này vẫn còn mới và đẹp lắm đấy ạ. Sơn zin còn rất là nhiều đấy ạ. Sơn zin còn nhiều lắm, chiếc xe này gần như là sơn zin cả xe. Chủ xe chưa có sơn xiết gì nhiều đâu. Tuy có một vài phần móp xước nhẹ nhàng thì chúng tôi cũng không sơn lại đâu. Chúng tôi chỉ đánh bóng đi để đem lên đây bán. Với mục tiêu là càng tiết kiệm nhiều thì cái giá thành của xe nó càng thấp, cho nên là chúng tôi sẽ hết sức tiết kiệm từ những cái việc sơn xi rồi thì dọn dẹp đánh bóng đi lấy là tôi hạn chế. Đây là cái phần ba đời sốc trước của chiếc xe đây ạ. Cụm đèn pha còn đang rất là mới và bóng, mà chưa có vết xước sẹo hay là nứt vỡ gì cả, còn rất là mới ạ. Đây là đèn gầm của chiếc xe. Từ những cái dòng chữ Ranger này, logo của xe còn đang rất mới là đẹp, chưa có một cái vết xước sát hay là nứt vỡ gì ở những cái chỗ này đâu ạ. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên cái tai này đây. Đây là phiên bản 2.2 máy dầu đấy. Nhìn qua về phần bên ngoài là nền của vẫn còn căng ạ, sơn chưa sơn, nước sơn vẫn còn nguyên bản rất là nhiều ạ. Tay nắm cửa mạ chrome và chủ xe đã ốp thêm những cái phần kia để chống xước ạ. Nắp bình xăng cũng đã được ốp thêm những phần chrome này để chống xước. Điều này cho ta thấy là chủ xe rất là cẩn thận. Đây là cái phần ba đời sốc sau cũng như cái nắp thùng của chiếc xe này đấy ạ. Nắp thùng kín nhưng mà đây là nắp thùng thấp. Đây là cụm đèn hậu. Cụm đèn hậu của chiếc xe đấy còn đang rất là đẹp ạ. Quý vị và các bạn xem qua về những cái phần, từ những cái chi tiết nhỏ nhất cũng có thể đánh giá về những chiếc xe này còn chạy nhiều chưa, hay là chủ xe đi có giữ gìn hay không. Đấy, thì quý vị và các bạn có thể xem từ những chi tiết nhỏ nhất có thể đánh giá để được những chiếc xe này nó như thế nào. Đây là về cái phần lốp và cái bậc cửa của chiếc xe đấy ạ. Toàn bộ về cái phần lốp và phần bậc cửa của chiếc xe. Tôi sẽ quay thật sát vào để cho quý vị các bạn cùng xem về chi tiết về cái phần gầm của chiếc xe đấy ạ. Gầm của chiếc xe này còn đang rất là mới. Đấy, đây là những cái phần gầm của chiếc xe nhá. Phần gầm từ những cái sắt xi cho đến cái giảm sóc này còn rất là mới ạ. Và cái đây là cái lốp sơ cua.
lớp sơ cua cũng còn rất là mới đây ạ. Lớp sơ cua này chưa hạ một lần nào đấy ạ. Quý vị và các bạn cùng xem đây nhé. Đây là chiếc lốp sơ cua. Lốp sơ cua còn chưa hạ. Chiếc xe sản xuất năm 2014 mà chiếc xe lốp sơ cua này chưa hạ và chưa dùng một lần nào ạ. Đấy, toàn bộ là gầm sắt rất là mới ạ. Đây. Đây là chiếc lốp xe của nguyên một cái dàn lốp này vẫn là dàn lốp 2014. Dàn lốp này là dàn lốp theo xe. Dàn lốp theo xe mà còn dày như thế này. Thì tôi hỏi quý vị và các bạn có phải là đồng hồ 6 vạn km là chuẩn không? Tôi cam kết là đồng hồ này là đồng hồ chuẩn ạ, 6 vạn km chuẩn đấy. Lốp vẫn còn dày và lốp nguyên bản của xe đấy. Đây là cái phần sắt xi này. Sắt xi phần lồng dè còn mới và đẹp như thế này không? Nếu như đời 2014 thì để tìm những chiếc xe đẹp như thế này là rất ít đấy ạ. Toàn bộ cái phần bậc cửa đây ạ. Bậc cửa chưa có va chạm gì cả cho nên nó còn nguyên bản. Giảm sóc trước này. Lòng dè của cái phần trước này. Đó. Chiếc xe này còn đẹp lắm đấy quý vị ạ. Nếu như đời 24 mà tìm những chiếc xe mà còn đẹp như thế này thì không phải là dễ đâu. Đồng hồ chuẩn 6 vạn. Giờ đây tôi sẽ quay về cái phần nội thất cho quý vị và bạn cùng xem. Đây là cái tắp bi cửa bên lái, keo chỉ đây. Quay cho quý vị và bạn cùng xem luôn là cái phần keo chỉ này. Và anh em mà thợ mà có lấy cho người nhà thì cũng yên tâm nhé, chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Từ những cái bản lề cửa này, ốc bản lề cửa này, ốc canh cửa này còn nguyên zin hết đấy. Chưa có dấu hiệu của sự tháo ra sửa chữa, tức là chưa đâm đụng hay va chạm gì đâu ạ. Toàn bộ cái phần nội thất này, ghế da này, chủ xe đã lắp thêm lên ghế da này, trải sàn cũng bằng da này. Vô lăng đây ạ, vô lăng cũng còn rất là nguyên đây ạ. Đẹp lắm đây ạ, mới lắm ạ. Trần của xe, tôi quay rất là chi tiết từng bộ phận của chiếc xe, từ ghế đến sàn đến trần của chiếc xe để quý các bạn cùng xem. Đây là cái tab bi cửa sau bên lái, cũng giống như tab bi cửa trước thôi, keo chỉ còn nguyên và zin. Từ những cái bản lề cửa này, ốc khóa này, keo chỉ ốc vẫn còn nguyên hết ạ. Và cái hàng ghế sau này thường là không có người ngồi đây này. Không có người ngồi đây cho nên là ghế da các thứ nó còn đẹp như này, còn mới như thế này. Đấy, toàn bộ nó còn mới lắm này. Đây là chiếc tab bi cửa phía sau bên bụng. Toàn bộ keo chỉ còn nguyên này. Ốc khóa còn nguyên zin. Ốc bản lề cũng còn nguyên zin, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là tháo dỡ ra sửa chữa đâu, còn nguyên hết. Ghế da này ít người ngồi cho nên còn cũng còn mới lắm ạ. Từ những cái bậc cửa này, quý vị các bạn có biết không, đây là những chiếc xe này nhập khẩu về thì lúc khi nhập về là cái cửa dán, bậc cửa dán này nó còn nguyên này, cho nên chủ xe còn chưa bóc ra được. Đây là chiếc kính cửa trước bên phụ này, keo chỉ ốc còn nguyên zin, chưa có dấu hiệu của sự tháo dỡ hay là đâm đụng va chạm gì sửa chữa cả. Bậc cửa ni lông còn chưa bóc. Sàn da sạch sẽ. Còn mới lắm đấy. Táp lô mới, đẹp, sạch sẽ. Tôi sẽ quay chi tiết hơn cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đây là cái bản đồng hồ của chiếc xe. Đồng hồ 6 vạn chuẩn đấy ạ. Cái đồng hồ này là chúng tôi cam kết luôn nhé. Đồng hồ xịn, đồng hồ chuẩn của xe luôn đấy. Vô lăng cần số. Đây là vô lăng. Cần số đấy ạ. Vô lăng cần số tay phanh. Rất là mới và đẹp. Toàn bộ cái tắp lô này cũng còn mới ạ. Đầu này là cái đầu CD nguyên bản của xe. Nguyên bản của xe được trang bị đầu CD ạ. Tích hợp radio AUX luôn. Đây là một đầu điều hòa của chiếc xe.
xuất là mới. Khi đợi 2014 mà tìm được những chiếc xe mới mà đẹp như thế này và đồng hồ zin nguyên bản chạy ít như thế này thì không nhiều lắm đâu. Vì cái dòng bán tải này là thường những cái xe dành cho những cái dân xây dựng, dân công trình chạy nhiều lắm đấy. Nhưng chiếc xe này thì chạy rất ít. Tiếp theo là tôi sẽ mời quý vị và các bạn tiến vào cái khoang máy của chiếc xe, xem về cái máy của chiếc xe này. Đây là động cơ của chiếc xe đây ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Nếu như quý vị và các bạn xem chiếc xe đầu tiên thì quý vị và các bạn xem cái ốc cabo này xem nó còn nguyên không này, có vết tháo không ạ. Đây là chiếc xe, cái ốc này còn nguyên cho nên là chứng tỏ là chiếc xe này chưa đâm đụng hay chưa va chạm gì cả. Toàn bộ từ những cái ốc tai này mà còn nguyên, ốc cabo này còn nguyên. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có tháo ra làm cái gì cả, là chưa đâm đụng hay chưa sửa chữa gì cả. Toàn bộ ốc này, ốc cabo còn nguyên, ốc tai, bên lái, bên phụ đều còn nguyên hết. Chính vì chiếc xe này nó chạy có 6 vạn, chạy rất ít như thế cho nên là máy móc của nó cũng còn rất là đẹp. Đây, quý vị các bạn xem kỹ nhé. Tôi quay thật sát vào đây cho quý vị các bạn cùng xem. Và các bác thợ mà xem mà lấy cho người nhà thì cũng xem luôn đây nhé. Đây là cái ốc này của nó còn nguyên bản này. Nếu như làm máy rồi thì những cái ốc này không còn nguyên đâu. Ốc này nó tuét hết ra rồi, ốc nó vặn hết ra rồi. Chiếc xe này còn nguyên cho nên là ốc của nó còn nguyên hết ạ. Đây là cụm ABS của xe đây. Nếu như quý vị và các bạn có quan tâm đến chiếc xe này thì quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905608883 để được xem xe và lái thử chiếc xe này ạ. Đấy, tôi quay rất là chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem rồi. Giá cả của chiếc xe này thì chắc là quý vị cũng đang thắc mắc là xem là cái giá này như thế nào ạ. Cái giá này thì chúng tôi đang bán trên thị trường là 450 triệu ạ. Nếu như quý vị và các bạn nhiệt tình thì quý vị và các bạn có thể qua địa chỉ là 16 Tô Hữu để xem xe và làm việc giá chiếc xe này. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm thì quý vị và các bạn cứ chạy qua để lái thử chiếc xe này đã. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh ô tô 360 của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Thank you.